Mr. PT hết kể chuyện lịch sử xin chào các bạn. Trân trọng giới thiệu đến các bạn tuyển tập những câu chuyện cảm động về cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc của quân và nhân dân Việt Nam ở mặt trận, biên giới phía Bắc chống quân xâm lược Trung Quốc cuối năm 1979 đến cuối những năm 80 của thế kỷ trước qua tập truyện không được đụng tới Việt Nam. Kỳ 12, Giữ chốt Cái khiếu kể chuyện Tân không có nhưng Tân biết thổi kèn. Tiếng kèn của Tân lúc nhặt lúc khoan, lúc chàm lúc bổng nghe như tiếng suối, tiếng chim rừng réo rắt, xa vời hòa cứ say tít và tân mỗi lần cất tiếng kèn lên lại nhớ về bản mình đó là một bản nhỏ thuộc xã du thượng huyện văn yên tỉnh hoàng liên sơn bây giờ nó cách tân hàng trăm cây số hàng trăm ngọn núi nỗi nhớ quê làm tân bâng khuâng nhưng đôi mắt bất ngủ nhiều đêm lại chịu xuống tân dụi mắt mấy lần nhưng mi mắt vẫn nặng trịch anh lấy trong túi ra hộp dầu cao xoa vào mi mắt cay nhưng đỡ buồn ngủ hơn cái hộp dầu này quan trọng lắm khi giao phiên gác là phải giao cả lọ dầu cẩn thận. Đối với thằng giặc thâm hiểm này mà ngủ gật trong lúc gác là nguy với nó. Đoành, oành, bỗng một tiếng mìn nổ rưỡi bãi danh ven suối. Rồi một loạt tiếng nổ nữa. Rồi tiếng người kêu rú. Bọn giặc vấp mìn rồi. Tân sung sướng. Anh chạy về hầm ngủ đánh thức tiểu đội dậy. Cái gì đấy tiểu đội trưởng? Hoa vỡ lấy khẩu súng dựng bên vách hầm hỏi, bọn giặc vấp mìn, cả tiểu đội về vị trí chiến đấu. Bọn Trung Quốc mò sang vớ, có đông không? Huầy hỏi, không thấy, mù dày quá, chắc đông. Lại tiếng mìn nổ và tiếng kêu la ở bãi danh gần hơn. Tân ra lệnh, đồng chí Huầy, đồng chí Hòa sang sườn phải. Tôi và đồng chí sử giữ sườn trái. Mỗi cánh mang theo một thùng đạn. Mỗi người mang 20 lựu đạn. Rõ vừa lúc đó đại đội trưởng hoàn chạy đến anh đã chạy xuống các chốt của trung đội 1, trung đội 2 và bây giờ đến chốt của tân kiểm tra và truyền đạt mệnh lệnh chiến đấu đại đội trưởng cho biết là bọn địch đang cho lính lên phá mìn để tràn qua các bãi danh dưới chân đồi đây là thời cơ tốt nhất để các đồng chí tiêu diệt chúng bọn địch vượt qua bãi mìn chúng cụm lại và tiếng kèn nổi lên toe to tí te tuệ tuệ toe bọn bộ binh theo tiếng kèn ma quái tràn qua bãi cỏ danh dưới chân đồi đá. Đại đội trưởng hoàn định trở lại chốt đại đội bộ, nhưng thấy địch tràn lên gần, anh lên DNA khẩu ác và chỉ huy luôn tiểu đội của tân chiến đấu. Nhằm tốp có thằng cầm súng ngắn. Tiếng hoàn nói bình tĩnh, rồi anh gần giọng bắn. Khẩu trung liên của tân rung lên. Điểm xạ ác của sư và hoàn nổ giòn giã đê đặn. Thằng cầm súng ngắn ngã rúi, bọn lính đi sau chết lăn xuống suôn đồi nhiều thằng chạy tạt sang hai bên bị vấp mìn xác tung lên ở cánh phải tiếng súng của huầy và hòa cũng nổ rồn rập đại đội trưởng hoàn ra lệnh đợi chúng đến gần hãy bắn tiết kiệm đạn thấy tiếng súng thưa hơn bọn giặc lại hò hét nhào lên đạn chúng bay chiêu chiếu lần này liều mạng hơn chúng giàn thanh được hàng ngang hoàng dọc bà tiến đại đội trưởng Hoàn chạy sang cánh phải phối hợp với Huầy và Hòa. Ở cánh trái còn lại Tân và Sư. Địch chỉ còn cách một tầm lựu đạn. Sư ném liền hai quả vào giữa đám đông. Tân quét trung liên. Những thằng sống sót bị đạn sau lưng bắn lên. Chúng dãy đành đạch trong đám cỏ danh. Một lúc sau, địch mở đợt tấn công mới lên các chốt của trung đội 2. Hoàn chạy lại nói với Tân, đồng chí cho tiểu đội sửa sang công sự. Chuẩn bị cho trận đánh mới. Tôi phải về chốt chỉ huy, Tân đứng nghiêm, nói rõ rạc. Đại đội trưởng hãy tin ở chúng tôi. Con người còn chốt. Tân nhìn theo đại đội trưởng Hoàn. dáng anh khuất vào chỗ ngoặt của giao thông hào rồi hiện lên dưới chân đồi đá. Tiếng súng vẫn nổ rộ lên ở dọc các chốt của trung đội chấm 8 giờ. Pháo địch bắn vào đồi đá cao. Tân phấn đoán chúng dùng pháo chuẩn bị mở đường cho bộ pin và ra lệnh cho tiểu đội nấp vào các hầm ếch dọc giao thông hào. Tân vừa ẩn nấp vừa quan sát. Trung quanh đồi đá cao không có bóng một thằng giặc nào. Chúng đang dồn quân đánh vào các chốt bạn. Như vậy là bọn địch gồm chốt của Tân. Chúng đã húc đầu vào đá. Phải nói địa hình của chốt đồi đá cao thuận lợi hơn so với các chốt A4, A6 mà địch đang dồn quân đánh lên. Tiếng súng đánh trả phía chốt A4 nổ dữ dội một lúc rồi thưa dần. Lựu đạn nổ chống lên nhau. Rồi tiếng lựu đạn cũng thưa dần. Hết đạn trăng. Tân cồn cào lo lắng. Anh muốn yểm trợ cho chốt A4 nhưng xa quá. Và trong tiếng đạn pháo réo gầm mảnh pháo lia treo chéo. Tân dấn người lên và trông thấy đồi A4 bị phủ một màu xanh lét. Bọn địch đã chiếm đồi A4 và tràn sang đánh chiếm đồi A6. Sau này Tân mới biết là trung đội trưởng Hà Văn Khánh đã chỉ huy chốt A6, A10 đánh trả cho đến viên đạn cuối cùng. Bọn địch cậy đông quân, tiếp tục nhào lên chia cắt các chốt của ta. Bọn phản động noi hoa dẫn đường cho địch cắt chi viện của tiểu đoàn xuống đại đội, đại đội xuống các tê ung đội và chốt đồi đá cao của tiểu đội Tân đã nắm trong vòng vây của chúng. Bây giờ là 2 giờ chiều. Pháo địch ngừng bắn. Thường thì sau khi pháo ngừng bắn địch sẽ đẩy bộ binh lên. Tân ra lệnh cho tiểu đội chuẩn bị chiến đấu. Song Anh vác những tảng đất đá bị pháo làm sập xuống lòng hào đặt lên thành công sự. Nắng chiều màu vàng bỗng sạm đen từng vạt phía trước. Đó là những bãi danh bị đạn DKZ địch đốt cháy. Tân phát hiện những tốt địch đội mũ vải chân quấn xà cạp chia làm ba mũi tiến lên đồi đá. À thì ra thằng này cậy đông, lên càng đông càng dễ bị tiêu diệt. Không lo giặc đông, chỉ lo ít đạn thôi. Tân nói ý nghĩ này với sư rồi bảo, sư và tôi phối hợp với nhau thật tốt nhá. Khi tôi bắn sư tung lựu đạn, khi tôi tung lựu đạn sư bắn. Nhớ phải thay đổi vị trí luôn đó. Sư nhìn Tân gật gật đầu, sư làm được mà. Bọn nó lên rồi vớ. Tiếng kèn tuệ tuệ nổi lên dưới chân đồi. Thằng chỉ huy đầu để tóc, vung khẩu súng ngắn có mảnh vải chéo màu đỏ lên, cười hô hố và nói một câu bằng tiếng Trung Quốc. Tân nghe không hiểu, tức sôi máu nhưng nghiến răng cố chờ nó đến gần hơn. Ước chừng địch chỉ còn cách mũi súng của mình khoảng 30 thước, tân bóp cò. Vỏ đạn văng tóe sang bên, nóng gian. Khẩu trung liên cứ dây ngang, dây ngang. Tiếng lựu đạn của sư nổ bên phải rồi ở bên trái. Phía cánh phải, tiếng súng của Hòa và Huầy cũng nổ giòn. Địch bị đẩy xuống bãi danh cháy, chúng lại co cụm hò hét om sòm. Vừa lúc đó, sư kêu to. Địch lên chốt đại đội rồi. Tân nhìn sang chốt đại đội phía xa. Ngọn đồi đó được thay bằng màu xanh xám trong nắng. Thế là đồi đại đội mất. Đại đội trưởng Hoàn hy sinh và đại đội s rút lui để bảo toàn lực lượng vì thiếu đạn. Lúc này giữa chân đồi đá địch lại hò nhau tràn lên. Sư, bắn trung liên. Rõ. Tân trao Trung Liên cho Sử và anh đặt năm quả lựu đạn lên bờ công sự. Tân vừa ném lựu đạn vừa bắn Tiểu Liên. Bọn giặc trứng lại một lúc ở bãi danh cháy. Nhưng chúng không giặt xuống như lần Chu Quốc mà cứ nhào lên thành tốp, thành đám đông hơn. Tình thế gay go quá rồi. Lúc này Tân quyết định dùng quả đạn B-41 đầu tiên. Đạn B-41 phải để dành mãi. Có bốn quả thôi mà. Quả đạn B-41 kéo một vệt lửa vàng bay vào đám địch đông nhất Chúng bị đốt cùng với những tiếng kêu khiếp đảm. Vậy là đợt tấn công thứ tư của chúng lên đồi đá cao bị đẩy lùi. Tân chạy qua hầm ở lấy mấy túi gạo xấy vòng sang cánh phải đưa cho Hòa và Huầy hai túi. Đói quá mà Hòa và Huầy vẫn không muốn ăn. Ăn đi, lấy sức mà đánh tiếp. Huầy nằm xoài, lúc nãy cậu ta bị một hòn đá sạt qua không còn đau. Tân nhìn xuống sườn đồi trước cụ súng của Huầy và Hòa, động viên, cố giữ chốt cho đến tối nhá. Nếu hết đạn thì tối dễ rút hơn. Nói xong, Tân trở về cánh trái. Bỗng anh thấy ba phát pháo hiệu xanh từ dưới chân đồi phụt lên trời. Chúng sắp bắn pháo đấy. Tân kêu to. Tiếng Tân vừa dứt, hàng loạt tiếng nổ chói tai đã vang lên xung quanh. Đạn cối 82, đạn DKZ, đạn pháo khoa nổ dữ dội. Chợt Tân nghe thấy cánh phải có ba phát ác nổ. Hòa vào hồi gọi cấp cứu trăng. Tân nghĩ vậy và lách chiến hào chạy sang cánh phải trận đĩa của Hòa và Huy bị đạn pháo. Hòa bị mảnh DNA vào cổ, máu chảy nhiều. Huy bị ngất nằm đè lên khẩu A. Tân vội vàng xé chiếc áo lót băng cho Hòa rồi dìu Huầy dậy. Nhưng Hòa bị thương quá nặng, ngước cặp mắt nhìn Tân chằm chằm như bảo là cố gắng đừng để chốt lọt vào tay giặc, rồi cậu ta tắt thở. Huầy mê man trên tay Tân. Tân chạy vội về cánh phải nói với sư, sư đưa Huy vượt bãi chuối ven suối đậm na về trạm phẫu ngay. Để chốt bắc tôi. Sư ngập ngừng một lát như không muốn để Tân ở lại một mình. Nhưng Tân đã ra lệnh, sử xốc khẩu ác và đeo hai quả lựu đạn vào người. Chào Tân. Tiểu đội trưởng ở lại. Sư cõng huầy đi rồi. Tân chọn một hang đá bên công sự chôn cất bạn. Anh đứng lặng trước nấm mộ được đắp bằng những tảng đá nâu. Mặc tiếng đạn pháo vẫn nổ ầm hoàng xung quanh. Tân nén khóc trở về công sự chiến đấu. Anh chống tất cả lựu DNA thành một đống và lắp đạn vào ba khẩu súng. Trung liên, đặc và B-41. Tân làm xong tất cả những việc ấy thì pháo địch cũng vừa ngừng bắn. Năm thằng địch vượt qua bãi danh cháy sông lên. Tân nhìn rõ từng thằng một. Chúng đều đội mũ vải có gắn ngôi sao đỏ, mặc quần áo tô trâu màu xanh. Hai thằng có súng đi trước. Một thằng mang chiếc ba lô nặng đi giữa. Hai thằng cầm mỗi tay một quả lựu đạn đi sau. Chúng đi thưa qua. Tân bỗng thấy ấm ức. Địch lên nhiều không lo lại lo chúng lên ít. Biết diệt thằng nào trước bây giờ, giá chúng cứ dàn hàng ngang như lúc nãy, quạt trung liên sướng tay biết chừng nào. Nó lên ít thế này, bắn phí đạn quá. Tân nghĩ ngợi một lát rồi anh quyết định hạ hai thằng có súng trước. Păng păng, păng păng. Hai điểm xa A của Tân nổ đanh và gọn. Hai thằng cầm súng ngã lăn quay. Thằng mang ba lô lấy súng của thằng vừa ngã bắn lên. Hắn chỉ cách Tân chừng vài chục mét. Tân lại bóp cò. Thằng mang ba lô ngã khuỵu xuống. Hai thằng sau tung lựu đạn lên, nhưng lựu DNA nổ cách Tân khá xa, mảnh đạn bay vèo vèo qua đầu. Khẩu A, K của Tân lại rung lên. Hai thằng ném lựu đạn không thằng nào chạy thoát. Bỗng ba phát pháo hiệu xanh lại bay vút lên như lúc nãy. Pháo địch lại bắn vào đồi đá cao. Một quả đạn pháo nổ trước mặt hất Tân xuống lòng hào. Tân ngất đi một lúc lâu. Tỉnh dậy, tiếng DNA pháo đã ngững. Tân thấy máu chảy ở mũi, ở hai tay hết lạnh. Địch lại lên. Quên cả đau đớn. Tân Tràng dạy ôm lấy khẩu trung liên đã lắp đạn sẵn, bắn ba băng liền. Mặc những đứa chết, bọn sống đạp lên xác đồng bọn tiến. Chợt Tân nhìn thấy khẩu súng B41 bên cạnh, anh bỏ trung liên, chộp lấy. Đợi chúng lên gần nữa, gần nữa. Tiếng kèn tuệ. Tuệ của chúng vẫn vang lên nửa như trêu tức Tân, nửa như chỉ mắng đám binh lính của chúng. Bọn địch tới gần, không thấy hỏa lực bắn trả. Chúng hò hét gọi hàng bằng một thứ tiếng Việt lơ lớ, đồi đá cao vẫn lặng lẽ đứng đó, sừng sững trong ánh chiều buông xuống. Chỉ có tiếng DNA, tiếng hò hét của chúng dội vào đồi đá vọng trở lại như tiếng tử thần từ nơi xa xôi nào đấy đáp về. Đám lính tràn vào vòng ngắm của Tân. Ngon rồi. Tân bóp cò. Một vệt khói trắng đặc che lấp cả mặt Tân. Quả đạn B-41 nổ doanh giữa đội hình làm cỏ một mảng lớn kẻ thù. Doanh. Một quả nữa. Những thằng sống sót xô nhau chạy. Quả nữa trăng. Tân tự hỏi, và anh tự trả lời, để giành đã. Anh sốc khẩu ác lên bắn tiếp ba băng, đoạn sách trung liên chạy sang mỏm phải. Tăng tăng tăng, tăng tăng tăng. Đội hình địch bị dồn xuống chân đồi, rúm lại. Tân quay lại mỏm trái, chợt nghe tiếng kèn âm ỉ khác thường. Sau tiếng kèn, những thằng địch sống sót thất thểu bước về phía mép suối biên giới, khuất sau bãi cây lá to như lá rong giềng. Bọn chúng thu quân bóng chiều chậm rãi bò lan xuống sườn đồi cùng với những đám sương mờ ảo mỏng manh. Tân thấy đói. Anh chợt nghĩ đến chiếc ba lô của thằng lính mang trên lưng lúc nãy. Nó ngã cách công sự chừng vài chục mét. Có lương khô trăng. Tân bò men vách đá xuống sườn đồi. Chiếc ba lô đựng những chiếc hòm có cạnh vuông vức nằm đè lên sắc thằng lính. Tân mở ra, nhưng trong chiếc ba lô không có lương ăn mà có hai thùng đạn. Mừng Quýnh anh mang ba lô đạn bò đến bên một cái xác khắc mở dây lựu đạn móc vào ngón tay nó, lấy khẩu súng văng bên cạnh nó. Rồi trở lại chiến hào. Tân nâng những viên đạn bóng nhoáng trên tay và thấy an tâm hơn. Con người, con đạn còn chiến đấu với kẻ thù. Bây giờ thì siêu ngọc Tân đã gặp lại những người đồng đội của anh. Mọi người xuống quanh Tân và đòi anh kể chuyện một mình bám chốt, đánh giặc. Nhưng Tân chỉ nói hồn nhiên, có gì đâu mà kể. Các đồng chí cũng đều lập công lớn cả. Siêu Ngọc Tân cười. Tiếng cười của người con trai tài 21 tuổi thật hồn nhiên thật khỏe và đầy sức sống. Trên đây là câu chuyện của Nguyễn Trọng Tạo, viết về Siêu Ngọc Tân, dân tộc Tài, tiểu đội trưởng C5, D64, F741 bộ đội Hoàng Lên Sơn. Mr. PT hết kể chuyện lịch sử xin chào và hẹn gặp lại.